điện thoại hay máy tính bảng mới của Samsung Galaxy. Sự lựa chọn tuyệt vời. Bạn có thể chuyển dữ liệu một cách dễ dàng từ iCloud sang thiết bị mới của Samsung Galaxy. Đầu tiên, đảm bảo các dữ liệu quan trọng trên thiết bị cũ đã được lưu trữ vào iCloud. Sau đó, tải và mở ứng dụng Smart Script miễn phí từ Google Play Store trên thiết bị của Samsung Galaxy. Tiếp theo, chọn thiết bị từ iOS và nhập dữ liệu từ iOS. Sau đó, đăng nhập iCloud. Nếu bạn có hơn một nguồn dữ liệu lưu trữ trên iCloud, bạn phải chọn sẽ chuyển dữ liệu từ nguồn nào. Sau đó, chọn danh mục dữ liệu mà bạn muốn chuyển và nhấn nhập liệu để hoàn thành. Thời gian chuyển đổi phụ thuộc vào khối lượng dữ liệu của bạn. Smart Script có thể chuyển tất cả dữ liệu bất kể dung lượng. Sau khi hoàn thành, bạn có thể chọn ứng dụng tùy thích để tải về, hay chúng tôi có thể gợi ý cho bạn. Nhìn đây, tất cả dữ liệu yêu thích tuyệt hơn bao giờ hết.